thuốc Monopiravir, cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mỗi khi người dân phát hiện mình đã dương tính với COVID-19. Dù đến thời điểm hiện tại, loại thuốc này chưa có bán rộng rãi tại các nhà thuốc, thế nhưng trên mạng xã hội đã giao bán tràn lan loại thuốc này. Được người bán khẳng định là hàng xách tay từ Ấn Độ, không có hóa đơn chứng từ, nhưng muốn mua bao nhiêu cũng có, và giá thì không hề rẻ. À, giá hôm nay là 2,5 triệu một hộp bạn ạ. Và lấy từ 10 hộp trở lên thì là 2,1 triệu bạn ạ. Như bản thân mình đây, mình mới bị, mình một anh nữa thì mình dùng hết một lọ. Đấy, trong có 3 ngày thôi là đã đỡ rồi. Trong khi giá thuốc Monopiravir do Việt Nam sản xuất chuẩn bị được phân phối ra thị trường có giá trị khoảng 300.000 đồng, thì các loại hàng xách tay giá cao hơn gấp nhiều lần. Thậm chí tại các nhà thuốc, giá bán Monopiravir còn cao hơn cả trên mạng xã hội. Đây có Monopiravir không em? Đó là bao tiền một hộp em? 2,7 triệu một hộp. Mua nhiều thì giá có rẻ hơn không em? Có một lọ thôi, lấy tạm vài nghỉ nhá. Ở một hiệu thuốc khác, giá Monopiravir chênh cao hơn gấp nhiều lần. Luôn cái kiểu COVID đúng không? Cái đấy bây giờ nó 3,5 triệu thôi, một lọ 40 viên. Người bị nhẹ có thể dùng ngày 4 viên là được 2 người, người bị nặng thì dùng ngày 18 viên là được 1 người. Là loại thuốc được cấp phát có kiểm soát, không được phép bán. Thế nhưng với số lượng F0 tại Hà Nội nhiều như hiện nay, thì lượng thuốc Monopiravir phát miễn phí chắc chắn không đủ. Đây chính là cơ hội cho các nhà thuốc kiếm lời. Theo các bác sĩ, tình trạng loạn giá thuốc, trục lợi từ dịch bệnh đã xảy ra từ lâu và ngày càng có biểu hiện gia tăng theo mức độ dịch bệnh. Và nếu chúng ta nói là từ 2 đến 5 triệu là nó còn rẻ. Và tôi biết có nhiều người phải bỏ tới 90 triệu ra, thậm chí mười mấy triệu ra để mua một cái lộ trình điều trị thuốc này. Điều đó là hoàn toàn không nên. Tuy là lẽ đương nhiên những người mua đó là những người giàu, nhưng trong đó cũng những người thắt lưng buộc bụng nhịn ăn để mà mua cái thuốc này, bởi vì cái thuốc này họ cho là thật sự cần thiết và an toàn, thì cái đó theo tôi đó là trách nhiệm của nhà quản lý. Không chỉ Monopiravir, nhiều người dân cũng không tiếc tiền để săn lùng thuốc Abido điều trị COVID có xuất xứ từ Nga, hay còn được gọi là thuốc xanh thuốc đỏ dựa vào màu sắc trên bao bì. Cho dù loại thuốc này chưa hề được cấp phép lưu hành và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam, các gian thương vẫn tìm cách nhập lậu về bán cho người tiêu dùng vì lợi nhuận cao. Hoa sen hôm ôi sao tuyệt thế, giải pháp còn riêng cho ngôi nhà chúng ta. Hoa sen hôm, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.